Chào các bạn. Để những cây hoa phong lan luôn có rất nhiều nụ hoa, rễ luôn khỏe mạnh, cây luôn xanh tươi tốt, hãy đặt ở những nơi có ánh sáng như là ban công, cửa sổ, không tưới quá nhiều nước, bổ sung những dưỡng chất đầy đủ. Hôm nay tôi chia sẻ một cách làm rất đơn giản để hoa lan luôn phát triển xanh tươi tốt, có nhiều cành hoa, hoa luôn nở nhiều, tươi đẹp, rực rỡ quanh năm. 14 ngày một lần, các bạn hãy sử dụng nước sạch để chúng ta lau cho các chiếc lá. Khi bụi bẩn được làm sạch sẽ thúc đẩy giúp cho cây phát triển nhanh, và điều này sẽ rất có lợi giúp cho hoa lan luôn được giữ ẩm tốt hơn. Cây sẽ luôn được xanh tốt và trao đổi chất rất khỏe mạnh. Sau đó các bạn cho nước vào đây. Và hãy để trong 20 phút. Sau 20 phút, các bạn lấy ra. Hãy sử dụng lá nguyệt quế đã được phơi khô. Các bạn rất dễ dàng tìm mua tại các siêu thị đều có. Nó có chứa rất nhiều kali, phốt pho, magie và rất nhiều vitamin C. Có tính kháng khuẩn và khử trùng rất tốt. Các bạn hãy xay nhuyễn ra. Hãy sử dụng một thìa nhỏ. Cho vào nửa lít nước đun sôi. Các bạn hãy chờ cho nước này nguội. Sau đó các bạn hãy sử dụng 4 thìa gạo có chứa rất nhiều vitamin B. Cho vào 1 lít nước. Khi hoa lan đã trồng lâu, cây không phát triển và không có hoa, các bạn hãy thay chậu cho cây. Và hãy cắt bỏ những rễ hư. Và hãy gỡ những chiếc lá này ra khỏi cây. Sau khi nước đã nguội, các bạn sẽ lọc bỏ cặn. Và chúng ta sẽ sử dụng nước gạo này.
Sau đó các bạn sẽ phun trực tiếp lên những chiếc lá này. Hãy áp dụng vào buổi sáng sớm, thì đến chiều những chiếc lá này sẽ khô lại, hoa lan sẽ luôn xanh tốt hơn. Nó sẽ loại bỏ các loại côn trùng như là riệp, nhện, bọ trĩ, và đặc biệt sẽ giúp cho hoa lan không bị nấm. Sau đó các bạn hãy tưới vào gốc của cây và hãy áp dụng cách làm này 15 ngày một lần. Và hãy để trong 20 phút. Và điều này sẽ rất có lợi cho những cây hoa lan yếu ớt và chậm phát triển. Cây sẽ được phục hồi nhanh. Và những cây đã bị côn trùng thì cây sẽ được phát triển khỏe mạnh trở lại, luôn xanh tốt hơn, rễ sẽ được phục hồi nhanh và dễ dàng hơn. Sau đó các bạn sử dụng nước này chúng ta sẽ lau lá cho cây hoa lan này. Nó sẽ giúp loại bỏ nấm, côn trùng, giúp những chiếc lá lan luôn được sạch và được bảo vệ tốt hơn. Những cây hoa lan yếu ớt khi các bạn trồng lại thì cây sẽ được phục hồi nhanh và rất dễ dàng. Sau đó các bạn cho nước này vào đây. Và để trong 20 phút, rễ sẽ được bảo vệ khỏe mạnh hơn. Sau đó chúng ta lấy ra và hãy đặt những cây hoa lan này ở những nơi có ánh sáng, lá sẽ xanh và những cây hoa lan yếu sẽ dần được khỏe mạnh, rễ sẽ phát triển được tốt hơn. Nó sẽ giúp cho những cây bị côn trùng vẫn phát triển được rễ rất tốt và khỏe mạnh. Và hoa lan của các bạn luôn được xanh tươi hơn. Cây phát triển rất khỏe mạnh. Hoa sẽ luôn nở nhiều, tươi đẹp và rực rỡ hơn. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.